Đúng rồi, tôi nói anh đó. Anh dẹp xe dùm tôi đi. Chứ dạo này hàng xóm nói công ty anh xe anh hơi bị ồn ào á, ý là lấn chiếm lòng lề đường đó. Còn anh chị nữa, mình ở đây mình tâm sự ha. Có đâu, nhường chị với đi chị đi. Không, tôi nhường anh á. Cậu con gái phải nhường chứ, chị đi trước đi. Ok. Đường nhỏ quá nào không được, nhường quay nhường lại mà. Tránh ra cho đi mà. Tôi theo dõi anh chị lâu lắm rồi đó. Đúng rồi anh. Bắt anh đi. Nhìn cái mặt là biết nguy hiểm rồi. Em nè, em tay không tự vệ nè. Anh lấy cái hàng anh tính chơi em kìa. Tay không tự vệ đúng không? Cái này là cái gì đó chị? Ủa trời ơi. Katana. Tôi mà tới không kịp á là chị dùng cái này chị chơi anh rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh chị có đọc báo chưa? Báo gì anh? Hành xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Trong đó có một câu rất hay là những kiểu lưu thông hành động không đẹp như thế này là cần phải chấm dứt liền. Trong đó có nhiều câu hay hơn nữa nhưng mà tôi không nhớ. Bây giờ anh chị lên phường đi rồi tôi nói tiếp cho nghe. Nếu con không chê chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người dựa sẵn, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân.